Chào các bạn trở lại với nhóm review. Thì trên tay mình đây là có một cái cục van wifi sử dụng nguồn là 9V. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một bộ chuyển đổi nguồn từ nguồn acqui hoặc là nguồn pin ở đây 12 hoặc là 24V xuống 9V để sử dụng cho cái cục van wifi này trong trường hợp là mất điện. Thì ở đây các bạn chuẩn bị cho mình một cái MacBook này, DC-DC, cái máy hạ áp ấy. Đây, máy hạ áp DC-DC 3A MacBook này. Thì có ở đây module có ký hiệu đầu vào này. Đầu vào ở đây mình sẽ lấy điện áp, lấy điện vào từ áp quy hay là pin, và đầu ra đưa vào cục phát wifi ở đây. Thì đầu vào mình có thể đưa được từ 4,5 đến 35V, còn đầu ra thì mình sẽ chỉnh được bằng cái biến trở ở đây, chỉnh ra là như ở cái ứng dụng này mình sẽ chỉnh xuống 9V để cấp cho cái module cái cục phát wifi ở đây. Thì tính năng ở cái ứng dụng này là sẽ chuyển từ 12V hoặc là 24V xuống 9V ở đầu ra. Rồi, ở đây mình đã chuẩn bị thêm các cái jack DC được để hàn vào hai đầu vào và ra, và một ít xem con nhiệt để bảo vệ cái mạch này. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành hàn các cái jack DC này vào đầu vào và đầu ra. Thì các bạn lưu ý là hàn đúng chiều cho mình, âm này và dương này, để khi mà lắp vào nó sẽ hoạt động. Nếu mà các bạn đấu sai thì sẽ xảy ra trường hợp cháy nổ và hỏng cái mạch này. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành hàn. Thì ở đây mình đã hàn xong này, các bạn để ý này, hàn đúng chiều dương âm. Thì bước tiếp theo mình sẽ phải chỉnh cái điện áp đầu ra là đúng 9V. Đó. Thì ở đây mình sử dụng 3 cú pin UltraFi 3,7V, nó sẽ lên tầm 12V hơn đấy. Các bạn có thể dùng acqui 12V hoặc là 24V. Đó. Rồi. Đây nhá. Đầu tiên các bạn sẽ cắm đầu vào. Đầu vào này. Và chỉnh cái điện áp đầu ra. Chỉnh cái điện áp đầu ra 9V cho mình. Đấy, hiện tại đầu ra lại đang là 5V. Mình sẽ dùng cái tô vít để chỉnh cái biến trở này lên. Thì xoay theo cái chiều kim đồng hồ nó sẽ tăng lên này. Thì cái giới hạn tăng này nó sẽ là giới hạn mà mở điện áp mình đưa vào. Ví dụ mình đưa 9V thì chỉ lên được 9V thôi. 9V. Ok. Bây giờ đầu ra của mình đã là 9V rồi. Thì để bảo vệ cái này, mình sẽ sử dụng cái gen coi nhiệt ở đây. Đầu tiên mình sẽ test trước đã. Rồi, thế đây mình cắm vào này. Ok. Đó. Cục phát wifi đã hoạt động bình thường. Đó. Vì cái dây mạng nó không liên quan đến cái điện dân dụng nhà mình dùng, nên là mình có thể sử dụng mạng vô tư. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành bảo vệ cái mạch này. Đó. Đó. Trên con nhiệt này. Các bạn dùng bật lửa. Thank you.
Thì sau khi mình đã đốt cái gen cô nhiệt, gen cô nhiệt vào đây, đây trông rất là chắc chắn, đó. Và lại đẹp nữa. Thì các bạn có thể với cái mạch chuyển đổi này, các bạn có thể sử dụng pin này hoặc là acquy để nuôi lấy nguồn, nuôi cho cái cục phát wifi ở đây. Rồi. Thì cái video của mình đến đây là kết thúc. Thì ở cái video là sau mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái mạch chuyển đổi từ nguồn 5V lên nguồn 9V để nuôi cho cái tena này, cho cái cục phát wifi này. Tức là sử dụng nguồn 5V từ cái cục sạc dự phòng này đấy. Rồi. Thì hẹn gặp lại các bạn ở cái video này sau. Okay.